Ăn cháo hả con? Dạ. Chú ơi, cháo ngon lắm, chú ăn đi. Ừ, con ăn đi, chú no rồi. Chứ anh có đọc tin nhắn em rồi đúng không? Ừ. Anh có đọc rồi. Anh cũng đừng nhắn lại nhưng mà điện thoại của anh nó chập chờn quá, anh không gửi đi được. Khi nào em đi? Tuần sau. Nhanh vậy à? Hồ sơ em không gặp phải vấn đề gì. Với lại em cũng đã chuẩn bị được một thời gian rồi. Anh đã liên lạc với anh Đại và chị Cầm chưa? Mọi người rất lo cho anh đó. Với lại bé Yến nữa. Anh đã nhắn chị Cầm rồi. Chị Cầm cũng đã nhắn lại cho anh. Nhưng còn bé Yến thì chắc là con bé còn đang giận anh lắm. Nó không thèm trả lời tin nhắn anh nữa. Bé Yến bây giờ giận qua ở với chị Cầm. Nên anh cứ qua đó, Yến nó sẽ nguôi giận thôi. Tại nó cũng lo cho anh quá mà. Lần sau nó có chuyện gì nên nói với mọi người một tiếng. Anh đừng nên làm như vậy. Mọi người rất lo lắng cho anh. Vậy còn em? Em có lo cho anh không? Bé Tiết, sao con không ăn nữa đi con? Dạ. Cô ơi, cho con đem cái phần tô cháo này về cho mẹ ăn được không cô? Đây là phần cháo của bé Tiết. Bé Tiết ăn hết nha. Cô mẹ anh sẽ mua một phần khác đi cho mẹ nha. Dạ. Cô Nhi có nói với anh là nhóm của thằng Hiệp không còn nhắm vào em nữa. Nhưng mà em cũng phải cẩn thận đó. Cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã cứu em. Nè, uống miếng nước đi con. Để tiền cho con trai mày ăn đi. Ê ông già, ông gì chuyện hả? Con không có ra. Đừng nghĩ bây giờ. Mình không thể để chuyện này như vậy được đâu anh. Con này đi cùng với hai đứa kia. Tụi mày bị mù à, con nhảy vào. Giờ anh tính sao anh? Chẳng lẽ mình phải trốn? Có chứng cứ gì chứng minh mình phạm tội đâu mà sợ. Dân phòng tới thì cùng lắm là gây rối trật tự công cộng thôi. Mà tụi em đã chạy trước khi bị tóm rồi anh ơi. Cái lũ chúng mày đâu đất, lúc nào cũng nghĩ một chuyện đơn giản như thế à? Clip không rõ mặt lắm, cũng chưa đến mức bùng nổ trên mạng. Dạ. Nhưng mà em hỏi nó xe mầm rồi anh. Cũng chỉ vì thằng khốn đó. Vụ đó chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ. Hôm đó có thêm hai mẹ con điên kia. Em không ra tay được. Sau đó em bị mất dấu nó. Ngọc à, con cái của mình là quan trọng nhất. Con phải ráng mà nhớ điều này. Đàn bà có chồng, có lời được đứa con. Cho nên dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì con phải đặt con cái của mình lên hàng đầu. Con có hiểu không? Con mà cứ như vậy hoài á là con của con sẽ khổ. Con bé Tích nó cũng đang cần mẹ. Con có nghe cô nói cái gì không Ngọc? Cô cũng đã từng làm mẹ. Cô đã từng vác đứa con đỏ hỏn ở trên vai. Nhưng rồi cô cũng lìa xa nó. Cô đã tự nhủ với lòng rằng nếu như sau này cô gặp lại nó thì cô sẽ bù đắp tất cả cho nó. Cô sẽ yêu thương nó. Con cũng sẽ như vậy. Nếu như mà
con không đấu tranh, mà con không tỉnh lại thì làm sao mà con lo cho con được đây? Đứa bé này không phải là con của con đâu. Con tỉnh lại đi Ngọc. Đứa bé này không phải là con của con đâu mà. Con có nghe con nói không? Con tỉnh lại đi Ngọc. Ngọc ơi, con tỉnh lại đi. Cô Nhi. Thôi mình để lúc khác đi cô. Sức khỏe của cô cũng quan trọng. Mình đi ra ngoài để chị Ngọc yên tĩnh một chút. Chị có nói gì thêm không cô? Không. Lúc mới tỉnh dậy không thấy bé Tích thì nó cũng lên cơn hoảng sợ. Hoảng sợ xong thì nó cũng rơi vô cái trạng thái hoang tưởng như vậy. Cứ ôm con búp bê dỗ dành hoài như vậy, không chịu rời một chút xíu nào hết á. Con có liên hệ với bác sĩ tâm lý rồi. Bác sĩ nói trường hợp của chị Ngọc không thể uống thuốc lung tung được, phải đi khám. Nhưng trước mắt cũng có thể dùng biện pháp là nhờ người thân khuyên chỉ. Nên con nghĩ việc quan trọng bây giờ là mình tìm bà ngoại và cha của bé Tiết. Biết đâu lời khuyên từ người nhà thì chị sẽ nghe theo. Nhưng mà con bé Tiết á, nó đâu có biết cái gì đâu. Nó không có nhớ gì hết á. Hôm bữa con nghe nó nói chuyện với thằng Quân á, là nó gọi điện thoại cho bà ngoại nó bằng video call không mà. Là gọi trên mạng á, chứ đâu có địa chỉ gì rõ ràng đâu. Không sao đâu cô. Nếu vậy chỉ mất thêm thời gian chút thôi. Mình cứ tận dụng bất cứ manh mối nào có thể. Nhưng mà con nhớ là bé Tiết nói là nhà ngoại bé Tiết có một chiếc máy bay lớn. Nên con nghĩ rất có thể là ngoại bé Tiết ở gần khu vực sân bay. Con cũng có nói chuyện với anh Đại để nhờ mấy anh em trong hội xem công nghệ, coi mọi người để ý có thông tin gì sẽ báo cho mình. Vậy có cái gì cho cô biết với nha. Dạ, cô yên tâm đi. Cô đi về trước nha. Hai đứa tụi con nói chuyện đi. Dạ. Cô về nha. Dạ. Buồn quá à. Mình có lòng tốt nhưng mà lại bị đặt sai chỗ. Mày lừa ba tao, giờ lừa tới em tao. Mời khán giả đón xem Dưới Bóng Bình Yên lúc 19:30 trên kênh TV7.